vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Dị Thảo ơi, hôm nay cô định giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả món ăn gì mà Ngọc Hương thấy toàn là rau củ không à? Cô nghĩ là Ngọc Hương không thể nào đoán ra được cái món ăn của ngày hôm nay đâu. Nhưng mà trước khi cô tiết lộ là hôm nay làm món gì thì Ngọc Hương cho cô biết là Ngọc Hương có thích ăn rau củ không nè? Thích cả hai tay luôn. Bởi vì như chúng ta đã biết, rau củ rất là tốt cho sức khỏe bởi vì cung cấp chất xơ nè, vitamin. Nhưng mà không phải ai cũng thích ăn rau củ giống Ngọc Hương đâu cô Thảo. Đúng rồi. Bởi vậy nhiều người á, là cô Thảo biết không, nói là rau củ á ăn hoài toàn là những cái hương vị lặp lại á, nên họ rất là chán. Người ta cảm thấy chán. Dạ. Bởi vậy cho nên cái người chế biến món ăn phải làm sao thay đổi cái cách chế biến để cho người ta thay đổi cái quan điểm đó đi. Vậy thì trong ngày hôm nay cô Thảo phải làm cái nhiệm vụ đó là làm cho quý vị khán giả thay đổi cái quan điểm là không thích ăn rau củ đúng không? Như vậy thì cô sẽ tiết lộ bí mật, hôm nay cô sẽ hướng dẫn món rau củ chiên tẩm nước tương. Để thực hiện món rau củ chiên tẩm nước tương này thì nguyên liệu rất là đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng một trái cà tím, 200g đậu que, 200g bí đỏ, một củ sen, vài nhánh hành lá, hai trái ức hiểm, khoảng 10g tôm khô. Các loại gia vị thì chúng ta sẽ sử dụng ngoài dầu ăn là nguyên liệu chính để chúng ta chiên, còn có đường, hạt nêm Ajinon, giấm gạo Lisa và nước tương Lisa. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị phần cà tím. Tuy nhiên khi cắt cà tím ra thì Ngọc Hương phải chuẩn bị một chén nước có pha vào một ít muối để cà tím không có bị thâm đen đúng không nè? Chính xác rồi. Điều này thì quý vị khán giả chắc hẳn vẫn còn nhớ, đó là sau khi cắt cà tím chúng ta ngâm cà tím vào nước có pha một chút muối để cà tím không bị thâm đen. Đây. Rồi. Củ sen thì chúng ta lại chuẩn bị nước và sau đó Ngọc Hương sẽ pha vào một ít giấm gạo Lisa. Ngọc Hương biết tại sao nè, vì có pha giấm gạo Lisa để cho củ sen được trắng. Đúng. Cho vào giấm gạo Lisa với nước. Đối với đậu que thì Ngọc Hương chú ý là chúng ta sẽ cắt bỏ hai đầu và tước bỏ phần xơ đi. Dạ. Đây là phần đậu que mà cô đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Trong trường hợp nếu mà nó dài quá như thế này thì chúng ta cắt đôi, còn nếu mà những cái trái đậu que ngắn thì chúng ta có thể để nguyên cũng được. Bí đỏ thì chúng ta cũng cắt ra thành miếng. Hành lá thì mình cắt khúc hả cô? Hành lá sắc nhỏ ra nha. Dạ, sắc nhỏ ra. Ớt mình cũng sắc nhỏ. Sau khi mà mình đã cắt bí đỏ nè, đậu que cũng như cà tím với lại củ sen, tiếp theo mình làm gì nữa hả cô? Tiếp theo thì mình sẽ pha cái hỗn hợp nước tương. Tại vì món này là món rau củ chiên tẩm nước tương, như vậy cái nước tương là bí quyết thành công của món này. Vậy thì quý vị khán giả cũng giống như Ngọc Hương, hãy theo dõi thật là kỹ bí quyết để chúng ta pha nước tương để cho món ăn này thật là ngon quý vị nhé. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 300ml nước, sau đó chúng ta sử dụng 10g tôm khô loại ngon, chúng ta cho vào phần nước này, nấu cho phần nước này sôi lên. Phần gia vị chúng ta sẽ cho vào nửa muỗng canh hạt nêm Ajinon và một muỗng canh đường. Và cuối cùng là 3 muỗng canh nước tương Lisa. Rồi bây giờ trong khi chúng ta chờ cho hỗn hợp nước tương này được thì chúng ta sẽ tiếp tục đến giai đoạn là chiên các loại rau củ. Dạ. Chúng ta để cho chảo dầu nóng và khô rồi chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Mình cho nhiều dầu ăn vậy luôn hả cô? Chúng ta cho dầu nhiều vào để chúng ta chiên các loại rau củ này ngập trong dầu thì rau củ sẽ rất là nhanh chín. Dạ. Rồi các loại rau củ mà chúng ta ngâm trong nước, ví dụ như củ sen nè, cà tím nè, thì chúng ta phải lấy ra và thấm cho nó ráo nước đi. Tại vì nếu mà còn nước chúng ta cho vào chiên thì dầu sẽ bắn lên rất là nguy hiểm. Dạ. Rồi bây giờ Ngọc Hương có thể vớt tất cả những cái loại rau củ này ra và chúng ta dùng giấy thấm khô những cái loại rau củ này. Dầu đã nóng rồi nè cô Dị Thảo. Dầu nóng rồi đó Ngọc Hương, mình sẽ lần lượt mình thả các loại rau củ này vào chiên nha. Dạ. Rau củ ăn tốt cho sức khỏe và nếu như chúng ta biết nhiều cách chế biến thì thật là tuyệt vời. Các loại rau củ này rất là nhanh chín. Quý vị khán giả cho vào dầu và chúng ta chiên vừa vàng phía bên ngoài một chút xíu thôi là chúng ta có thể vớt ra ngay, là bên trong cũng đã chín rồi. Dạ. Được chưa hả cô Thảo? Rồi, bây giờ chúng ta có thể vớt ra được rồi đó. Dạ. Mà Ngọc Hương biết không, tuy đây là một món chiên nhưng mà sau khi mà chiên xong chúng ta đem ra để cho thật ráo dầu và sau đó chúng ta còn sử dụng cái hỗn hợp nước tương mà mình vừa nấu xong thì cái lượng chất béo sẽ giảm đi rất là nhiều và khi quý vị ăn sẽ không có cảm giác ngán như là những món chiên thông thường khác. Ê, xong.
Và khi phần hỗn hợp nước tương còn đang nóng, chúng ta sẽ nhúng ngay rau củ này vào trong nước tương. Thì như vậy phần nước tương sẽ ngấm vào trong rau củ và làm cho rau củ có hương vị rất là ngon. Chúng ta sẽ cho hành lá vào, ớt hiểm vào. Dạ. Cho hết phần rau củ này vào trong nước tương. Rồi cuối cùng bây giờ chúng ta múc cái phần nước tương này ra. Dạ. Chúng ta cho thêm một ít hành lá nữa cho có màu xanh. Thế là món ăn mình hoàn tất rồi. Cô đã chuẩn bị ngay chén và đũa để Ngọc Hương thử món ăn rồi. Dạ. Cho một ít nước tương vào. Dạ. Rồi, Hương thử nha. Cảm ơn cô Dị Thảo. Rau củ chín nhưng mà vẫn còn rất là giòn. Nước tương Lisa hòa quyện với các gia vị còn lại tạo nên món ăn này. Chắc Ngọc Hương phải ăn tới 4 chén cơm đó cô Dị Thảo. Quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên chia sẻ những cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và một thông tin rất thú vị dành cho quý vị đây, đó là kỷ niệm một năm chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, công ty Ajinomoto sẽ dành tặng 1.000 phần quà, đó chính là 1.000 đĩa DVD hướng dẫn nấu ăn và những sổ tay hướng dẫn nấu ăn cho quý vị khán giả nào liên hệ với chương trình và chia sẻ cho chúng tôi biết hai điều sau đây. Điều thứ nhất, 3 điều bạn thích nhất ở chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và điều thứ hai, đó là 3 món ăn bạn thích nhất ở chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tham gia trả lời câu hỏi và có cơ hội nhận quà, quý vị hãy viết thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.